Xin chào các bác đến với kênh xe đạp Hải Phòng của website xedaphaiphong.com. Và em là Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ livestream giới thiệu các cái mẫu xe đạp mới về trong cửa hàng em ngày hôm nay. Đó gồm có cả xe đua, cả xe touring và cả xe nhật bãi, cả xe chính hãng Giant. Thì bây giờ em sẽ đổi camera để các bác xem. Vâng, bây giờ thì trời hơi tối cho nên là em cũng làm luôn, sợ tí nữa tối. Cái thời buổi thời tiết này thì trời tối rất là nhanh. Cho nên là cũng đang mưa nhưng mà em cũng livestream luôn. Và cái chiếc đầu tiên thì là chiếc xe đua Giant Winmax 2200. Thì cái dòng xe này thì trong những cái thời gian trước thì cửa hàng em cũng đã bán khá là nhiều xe rồi, thì mới về thêm chiếc này màu đen tem màu vàng, tem vàng xanh. Tổng thể xe thì xe này thì được trang bị cái cấu hình là 7 lít 2 đĩa gạt đĩa Shimano, bánh 700c để tua lây, khung nhôm các bác nhá. Chuyển số của xe này thì nó gạt ở trên khung đây. Về phần tay cầm thì vẫn còn nguyên đồng hồ tốc độ của bên người sử dụng trước. Tay phanh phụ, xe này có tay phanh phụ, tay phanh chính, tay phanh phụ. Về phần sơn của xe thì em đánh giá cũng khá là đẹp. Vâng, và đó là chiếc thứ nhất. Chiếc thứ hai là Giant FCR 3100 màu xanh. Những cái chiếc xe này thì những thời gian trước thì em cũng bán khá là nhiều rồi, nên là cũng không phải là xa lạ gì nữa. Dòng xe FCR này thì được trang bị là hai đĩa trước, đằng sau thì là bộ chuyển động Shimano Acera và cùng tàn lít thả 8 tầng. Vành của chúng ta là vành 700C. Sơn thì con này thì không, em chưa thấy một cái vết xước nào to. Một xước một chút chỗ này. Yên đẹp. Yên rất đẹp, chỗ này hơi bẩn tí. Về phần tay cầm thì vẫn như các cái xe đạp touring khác, nó là bên tay chuyển số là 3 đĩa. À, bên tay trái là 3 cho 2 đĩa và bên tay phải là cho 8 lít. Xe sử dụng phanh V, càng là bằng nhôm. Xe màu xanh rất đẹp. Hôm nọ em có một chiếc này thì mới bán đi Hà Nội rồi, hôm nay em lại về một chiếc nữa. Xe là size S các bác nhá. Con FCR 3100 này là size S. Thì em chỉ livestream tạm thời thôi. Còn đâu sau này em sẽ có ảnh trực tiếp, ảnh chi tiết và video chi tiết của từng xe một. FCR 3100. Và tiếp theo, con tiếp theo trong ngày hôm nay. Con tiếp theo trong này hôm nay là một dòng rất là cao cấp. Đó là gian talon. Talon trong tiếng Anh có nghĩa là móng vuốt, hay hay chúng ta thường gọi là cái lốp này là cái talon mà còn dày ấy, thì chính là cái móng vuốt bám xuống đường. Đấy thì là gian này là dòng gian talon. Dòng gian talon này thì ở Việt Nam thì thường ít xuất hiện, nhưng mà ở bên Mỹ rất chuộng. Các bác có thể lên Google tìm là gian talon. Xe này thì được trang bị cấu hình rất cao cấp, nó là sóc hơi. Sóc hơi hiệu của Rock Sóc. Cái này ấy, là để khóa chức năng giảm sóc ở trên tay cầm. Đấy.
Các bác có thể nhìn thấy đây chức năng khóa giảm xóc ở trên tay cầm. Chiếc dốc xóc này được là trang bị là chiếc gian ta lông này là một dòng xe đổ đèo. Xe đổ đèo gọi là xe downhill ấy, của người Mỹ được sử dụng rất là nhiều. Em quay tổng thể chiếc xe Giant Talon. Khung của chiếc xe này thì là bằng nhôm. Size là size S, bởi vì các cái xe leo núi thì thường sẽ là thiên về khung nhỏ thôi, không cần cao lắm. Đùi đĩa của chiếc xe nếu mà đúng catalog của nhà nguyên bản thì nó là đùi một tầng, thì nó chỉ dành cho downhill thôi. Anh review con đua, vâng em cứ review từ từ và sau này em sẽ có video trực tiếp từng con một, chi tiết từng con một anh nhé. Thì bây giờ xe đang được lắp bộ đùi đĩa trục rỗng. Bộ đùi đĩa trục rỗng 3 tầng. Gạt đĩa đằng trước là gạt đĩa Shimano SLX. Dòng này ấy cũng là dòng chính hãng made in Taiwan thôi, nhưng mà dòng này là dòng xuất đi rất là nhiều nước. Cho nên các bác có thể nhìn thấy là trên tem của chúng ta là chúng ta có rất là nhiều các thứ tiếng như là made in Taiwan, xuất Pháp, xuất Mỹ nọ kia, rất là nhiều thứ tiếng. Líp của chúng ta thì được trang bị líp là 2, 4, 6, 8, 10 tầng. Líp này là được trang bị líp 10 tầng cơ. Dòng cao cấp, con này là cao cấp. Đề của chúng ta là đề Shimano DRXT. Đây là một cái dòng cao cấp gọi là gần như là cuối cùng của cái bộ chuyển động leo núi. Lốp của chúng ta là lốp 26 x 2.1, lốp 26 x 2.1, Maxxis, lốp Maxxis, lốp Maxxis 26, quả lốp là 26 x 2.1. Lốp còn khá mới, theo em thì đánh giá là lốp còn khá mới, không có vết lứt. Ta lông lốp thì còn dày, những cái ta lông này còn khá là dày luôn, lốp rất mới luôn. Cọc yên Lion. Có mỗi cái bê đan này thì so với chiếc xe thì ở bên kia người ta gửi về thì nó là bê đan mới, cùi bắp quá. Thì cái này các bác có thể nâng cấp thêm. Đấy. Đấy, còn về chiếc xe này thì đây là một dòng xe đổ đèo của Giant, cực kỳ cao cấp. Hãng Giant Talon. Bộ chuyển động là 10 líp, 3 đĩa là cho 30 tốc độ. Full group Shimano XT SLX. Trên tay bấm của chúng ta cũng thế, chúng ta có là bộ chuyển số Shimano SLX bên tay phải. Và phanh dầu là phanh dầu Avis. Phanh dầu Avis của Mỹ cũng khá là tốt. Đây là chúng ta có khóa, cái tay này là tay khóa sóc này. Đây em có thể bấm, các bác có thể nhìn thấy. Đây. Chúng ta đây có cái tay cầm khóa sóc, mà sóc này sóc hơi. Sóc hơi thì em cũng có có video nói về sóc hơi là như thế nào rồi, nó rất là êm. Rất là êm. Chúng ta cùng đi đến tiếp theo của chiếc xe. Đằng trước thì theo như em thấy thì cái đĩa trước của xe này thì được trang bị một cái đĩa to hơn bình thường, để mà cái độ phanh và cái độ ăn của phanh và qua xe đổ đèo mà, cho nên là đĩa đằng trước được trang bị to hơn các cái xe bình thường khác, đĩa bán kính to hơn. Đây chúng ta nhìn thấy là cái dòng chữ là Solo E này, tức là đơn hành trình, đơn giảm xóc hơi nên có chữ E. Đấy. E spring, nò xo không khí. Gian ta lông. Nói chung về lớp sơn của xe này thì khá là đẹp. Phanh dầu Avis. Bộ chuyển động là 10 số. Vâng, và em sau đây em giờ ngày mai ngày kia em sẽ có video chi tiết về những các cái xe này. Hôm nay em chỉ nói qua thôi.
Vâng, và chúng ta đi tiếp, các bác xem tiếp, đó là hai chiếc xe của Nhật bãi. Hai chiếc xe Nhật bãi thì một con này là con Momentum. Momentum cũng là hiệu của Giant, nó là thuộc tập đoàn Giant, nên các bác có thể nhìn thấy là Momentum là Power gì đây này. Và Product là một sản phẩm của Giant Group này, tức là của tập đoàn Giant. Momentum Product by Giant Group, tức là một sản phẩm của tập đoàn Giant. Đấy. Thì chiếc Momentum này là của thuộc Giant. Đây là dòng Touring Nhật bãi đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Sau đây là có tem Nhật này, các bác nhìn này. Cấu hình là sử dụng vanh phê thôi. Đằng trước là đùi đĩa 3 tầng, đằng sau là líp 7 tầng. Bộ chuyển động Shimano Tourlay. Bánh 700x28C. Thì xe này là em chưa có tra dầu xích nên nó hơi han tí. Nên sau này em sẽ tra vấn đề ok hơn. Xe này thì em cũng thời gian trước thì em cũng bán khá là nhiều xe dạng này rồi, cho nên là em cũng chỉ nói sơ qua thôi, và sau này em sẽ có video chi tiết. Sơn của chiếc xe này thì em đánh giá khá là đẹp, chỉ có xước xước nhỏ nhỏ một vài chỗ thôi, không có xước nhiều. Dòng Momentum là phù hợp cho cái người cao từ 1m6 đổ lên. Bán được từ bên Nhật từ năm 2015, được 3 năm rồi. Rồi tiếp theo con nữa là cũng là con Nhật bãi, là con Beston Bragetton Odilo. Con này thì cũng là Nhật bãi. Sơn con này thì cũng nói chung là còn được khoảng 70%, em đánh giá được khoảng 70%. Cấu hình thì là líp 7 tầng. Líp 7 tầng và đề bộ chuyển động là Shimano Antut. Bác nào quan tâm đến giá thì liên hệ Zalo cho em nhá. Hôm nay em chỉ review qua thôi, những cái xe mới về thôi bác ơi. Đùi đĩa 3 tầng ạ. Và con này là có tem BAA này. Các bác quan tâm thì Zalo cho em. Ok. Vâng, tiếp theo đó là Giant Escape. Hôm nay em về được 2, 4, 6, 7 chiếc. Tiếp theo là Giant Escape màu đỏ. Size con này là size S. Thì Giant Escape thì em cũng có rất là nhiều video rồi. Thì toàn về là toàn những con gần như mới thôi, rất là đẹp. Yên yếc rồi sơn xước mà còn như không có vết xước gì. Thì con này còn có một cái chắn bùn nữa cơ. Con này có một đôi chắn bùn nữa. Trước này có một đôi chắn bùn như thế này nữa, nhưng mà em chưa lắp được, cho nên là mới tạm thời về như vậy thôi. Đấy, nó có chắn bùn như thế này nữa. Chứ em chưa đã lắp được vào. Size S thì phù hợp cho người 1m62 cho 1m72 mà đi là ok. Phanh dầu Giant Escape này thì cấu hình tay chuyển số là tay chuyển số là 8 lít. Và bên này là 3 đĩa. Phanh dầu Techo. Nói chung là cao cấp nhất trong con đây thì có dòng Gian Talon, là một cái dòng đổ đèo cao cấp nhất thôi. Và chiếc cuối cùng là chiếc xe đua. Chiếc cuối cùng là chiếc xe đua OCR 3300. Đây là một dòng đua của Giant. Xe thì được trang bị cấu hình 8 lít. Cấu hình của xe đua OCR 3300 là 8 lít đề Shimano. Cái bộ đề Shimano này thì nó không có tên gì cả, nó cũng là đời sản xuất vài năm trước đây rồi. Đằng trước của chúng ta thì là bộ đùi 2 tầng, đùi đĩa 2 tầng, kèm theo đó là gạt đĩa Shimano. Sơn của chiếc xe này thì em đánh giá là khá là đẹp,
Không có một vết xước nào lớn, màu trắng. OCR 3300 Compact Rack. Yên có một vết rách do vận chuyển. Một tí một xíu thôi. Ghi đông phút tăng. Phần ghi đông này thì tay cầm dẹp khí động học trông rất là đẹp. Chúng ta đằng trước thì chúng ta có một cái tay chuyển số lắp 8 độ tốc độ bên tay phải và 3 tốc độ cho đĩa, à quên xin lỗi, 2 tốc độ cho đĩa bên tay trái. Phương thức lắp thì cũng giống các bộ chuyển động trung bình khác, đó là bấm nhả. Về trang bị của chiếc xe này thì chung là cơ bản của dòng xe đua. Vành là nguyên cặp của hãng Gian. Dòng này thì tem rất là nhã nhặn, tem là tem sơn rất là nhã nhặn luôn, trông rất là đẹp. Hôm nay em live stream sơ qua những cái chiếc xe mà mới về trong cửa hàng tới cửa hàng em trong ngày hôm nay. Còn sau đây thì em sẽ có ảnh chi tiết và video chi tiết từng chiếc xe, em sẽ up lên YouTube và up lên Facebook để cho các bác xem tham khảo. Thì cao cấp nhất thì có con Talon này là dòng giảm xóc hơi, xe đổ đèo. Còn nếu mà dòng touring đẹp thì các bác có thể lựa chọn FCR 3100 hoặc là Gian XKSL2, hoặc là nếu các bác nào thích nhật bãi thì có thể lựa chọn Momentum Elite hoặc là Beton Odilo. Dòng đua thì hôm nay em có hai xe là Unimax 2200 và OCR 3300. OCR 3300 đó. Vâng, và em hôm nay em live stream qua để giới thiệu qua cho các bác các cái mẫu xe mà mới về trong cửa hàng em ngày hôm nay. Và 1-2 ngày nữa thì em sẽ có ảnh chụp chi tiết và video chi tiết để mà các bác tham khảo kỹ hơn. Và nếu các bác quan tâm đến xe đạp thể thao và các cái video sửa chữa khác thì ấn kết bạn với em trên Facebook Kiên Xe Đạp, và ở YouTube thì các bác tìm Xe Đạp Hải Phòng để đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay, sách tay từ bên Nhật như là các cái hiệu như Orient, Seiko, Citizen. Các bác nào quan tâm đến đồng hồ đeo tay thì hãy ấn lên Facebook tìm là Kiên Đồ Cũ để xem những cái mẫu đồng hồ mới, và lên trên YouTube cũng là tìm Kiên Đồ Cũ. Vâng, không, anh Vũ Bảo ơi, em nhiều bạn Facebook rồi thì Facebook nó có cái chế độ là theo dõi đấy, anh chỉ cần ấn kết bạn với em là tự động anh sang phần theo dõi, và anh có thể chọn là chế độ bạn thân hoặc chế độ xem trước để cập nhật những cái bài viết mới nhất của bên em. Còn Facebook thì nó cũng chỉ có cùng lắm là 5.000 bạn thôi, cho nên là không thể kết bạn được hết được. Nên là các bác kết bạn với em thì sẽ chuyển sang chế độ theo dõi, cứ ấn kết bạn là sẽ chuyển sang chế độ theo dõi anh Vũ Bảo nhá. Vâng, và em xin chào các bác đang xem livestream của em ở trên Facebook, và em hẹn gặp lại các bác trong những livestream lần sau. Bác nào mà quan tâm đến những cái chiếc xe đạp em vừa livestream thì inbox Zalo cho em các bác nhá. Em cảm ơn, xin chào các bác.